camera 360 này. Bây giờ em đưa ra ngoài đây cho anh này. Đèn nó là phần mềm cam 360. Thế anh đi là nó tự động lên thôi. Mình xin anh trái thì nó lên trái thôi. Trái là ra bên trái nè. Bên này là mô phỏng 3D nè. Toàn vẹn bên xung quanh xe. Đó. Tắt trái nè. Đó, bây giờ mình đứng phải nè. Thấy được bánh xe ha. Này, bật ưu tiên nè. Tiên nó chia ra rất là đều rồi đó. Đó, đây là vẫn là xe, xung quanh xe mình ha. Trái phải. Xuống luôn. Đây là lục. Phía sau ha. Góc rộng. Anh vào đây, cam 360 nè. Đây là phía trước. Khi anh đi anh cứ bật lên là phía trước là mình sẽ nhìn thấy phía trước của nó thôi. Đây 360. Anh muốn xem lại á, xem lại tại vì em cắm một USB rồi. Anh muốn xem lại là rút một và rút cái đó ra về cắm vào máy tính coi. Hay là anh bấm vào màn hình cài đặt này. Cài đặt video. Danh sách video. Đây, thành lại danh sách video. Anh cắt file lại lại cho em cắt bật đây. Đến sau hai bên. Có ngày giờ bấm vô cái phần mềm cam 360 này là nhấp vào màn hình cài đặt video sẽ hết video này. Tiếp theo là giải trí thôi. À, cái máy giải trí thì thôi, bây giờ ví dụ như muốn ra dạy con giọng nói cho anh con này hả? Đây, đúng rồi. Nó là cái dây tách đây. Dây tách đây, bấm vào. Đây là tất cả câu lệnh nó hiển thị lên, mình phải đọc đúng câu lệnh của nó. Ví dụ anh muốn mở video, rồi phải lập là mở video cộng tên video đó và đi tới hoặc là đi đến đâu đó bằng địa chỉ đó, bằng Việt Map, bằng Google. Nó hiển thị lên cho mình. Để em ví dụ nhé. Đi chợ Bến Thành bằng Việt Map. Pháp luôn rồi. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Báo phải báo tốc độ cho mình không? Đây, báo mình nữa này. Cái âm thanh của nó mình mở cho bằng cái tốt âm thanh lớn lớn nhỏ là sao có nghe đúng không? Đúng rồi, vẫn bình thường mà. Đi tới sân bay Tân Sơn Nhất bằng Vietmap. Đi tới bến xe miền Tây bằng Vietmap. Anh đọc rõ câu lệnh đường đi của mình. Đi là cảnh báo cho mình tốc độ. Rồi trái rồi phải. Anh nghe tôi ơi. Alo. Alo, em Tú nè anh Sơn ơi. Ừ anh nghe nè, anh nghe nè. Đang đi ngoài đường hả anh? Ừ anh đang chạy xe. Ừ, nói đi em. Em hỏi này tí. Ủa anh, bên trường anh có cái loa nào, loa cơ động không anh? Loa kéo hả? Dạ loa kéo á. Có. Loa kéo kéo á. Có. Có hơn. Ừ. Dạ tại vì em tính tại cái dây á thì tụi em mấy cái bữa mà dự bên em dự họp mặt á anh. Ừ. Có gì khoảng ngày 17 tháng 12 anh cho tụi em mượn cái loa đó được không anh? Được, có gì đâu. Ok. Loa với micro luôn. Có đầy đủ. Loại tốt đàng hoàng mới mua. Vậy chắc. Ok. Chắc cỡ 15 16 vậy em mượn nha. Ừ, lúc em nào về em test thử. Lúc nào em lấy cũng được, về test thử thấy được thì sử dụng nha. Ok. Dạ rồi, có gì khi nào em mượn thì em alo anh tiếng này chưa chưa cách em lo đại qua nó mượn nhanh nhé. Rồi ok, ok. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Rồi được rồi, mấy cái cơ bản vậy thôi. Còn cái gì đáng chú ý nữa không? Không, cơ bản là chỉ vậy thôi. Quan trọng nhất vẫn là cái bản đồ này, cái cam, bộ cam của mình đi hỗ trợ lái thôi. Và hãm thế thôi. Nói chung là nếu mà vào hẻm thì mình cứ bật cái này để mình đi, mình căn cho nó dễ. Hoặc là nếu mà sát quá thì bật cái này lên, thấy được lượng trước.
trước xong. Đấy, mới nhìn nó cũng rối mắt phết nhỉ. Tôi kệ nó. Không sao. Mình đi ví dụ mình xin ăn trái thì nó lên trái phải bên phải thôi. Đó. Không có gì đâu. Trời ơi. Rồi rồi. Dạ. Xuống anh có gì anh xin chụp mấy. Chụp chưa?